Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Ất Tỵ, tháng nhâm thìn, năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỷ giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thìn Lao, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Cao Trản, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh phú đăng hỏa ngày ất tỵ tức can sinh chi nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm phú đăng hỏa kỵ tuổi kỵ hợi tân hợi ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày tỵ lục hợp với thân, tam hợp với xỉu và dậu thành kim cục, xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi quý hợi, tuổi tân hợi, tân tỵ tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất giáp tuất bính dần. vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt, như sao thiên quý tốt mọi việc sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương mở kho nhập kho xuất hành di chuyển giao dịch mua bán ký kết sao ngụ phú tốt mọi việc sao âm đức tốt mọi việc sao minh đường hoàng đạo tốt mọi việc sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao uh, kích sát kỵ về xuất hành cưới hỏi an táng xây dựng về nhà cửa sao hoang vu xấu mọi việc sao nhân cách xấu đối với việc giá thú khởi tạo sao lôi công xấu đối với việc xây dựng nhà cửa về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây bắc tài thần hướng đông nam và sau đây mà các bạn đoán xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi tý thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tý xem tử vi cho thấy với bạn tuổi tý đang gặp được ngày cốt thực thần là quý nhân dẫn đường chỉ lối cho bạn trong ngày hôm nay vì vậy bản mệnh tuổi tý sẽ có được một nguồn thu nhập lớn hơn mong đợi rất nhiều với bà tuổi tý hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của mình khi làm chủ được về tài chính tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tý lại đang gặp ngày có cục diện hỏa thủy xung khác. Đây là dấu hiệu cho thấy khi mà con đường tài lộc của bạn có được sự thăng hoa thì đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay lại trên đà bị sa sút, đào hoa ảm đạm, khó tìm được người phù hợp với mình để yêu với bạn tuổi Tý, sự rụt rè, nhút nhát khiến cho bạn đánh mất đi nhiều cơ hội để có thể làm chủ được vận may của đời mình. Hạnh phúc ngay trong tầm tay nhưng bạn lại không dám đưa tay ra vì sợ mình chịu tổn thương. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, kinh doanh phát đạt, tiền bạc rụng rỉnh, tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy không cần lo lắng nhiều về vấn đề tài chính, tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa tình cảm càng ngày càng xuất hiện nhiều vết rạn nứt, từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ đừng sợ hãi mà hãy tự tin vào bản thân mình, tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc tình yêu dường như không còn ở bên. Vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu, thứ ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi sửu trong ngày hôm nay đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cho nên con đường tình duyên của bạn nhờ thế mà cũng được hanh thông rộng mở hơn với bạn tuổi sửu sẽ tìm được người phù hợp với mình và muốn ở bên cạnh mình suốt cả đời nữa rồi Ngày này, vợ chồng tình cảm càng ngày càng bền chặt. Sau nhiều bao nhiêu biến cố xảy ra Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, Bạn thực sự cảm thấy biết ơn đối phương Vì đã luôn ở bên mình Dù cho có chuyện gì xảy ra Cũng vẫn nắm chặt tay nhau Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, báo hiệu cho bạn thời cơ đã đến để cho bạn xoay chuyển tình thế. Với bạn tuổi Sửu có thể sẽ tìm thấy được lối ra cho mình sau bao nhiêu khó khăn và trở ngại, công việc dần tiến triển tốt hơn, có những dấu hiệu đáng mừng cho bạn nữa. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim có thể sẽ tìm được hướng đi mới cho mình, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy hãy yêu như ngày đầu mới yêu, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, chớ nên để tình cảm biến mất trong hối tiếc, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, cần phải giành giật từng cơ hội để thể hiện bản thân mình, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, thời cơ để cho bạn tỏa sáng đang đến rất gần. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. từ vi tuổi dần thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi dần, xem tử vi cho thấy bà tuổi dần đang trải qua một ngày có vận trình hung cát đan xiên, điên tình đỏ bạc. Cục diện ngũ hành tương hại khiến cho đối phương sinh lòng hiểu lầm với bạn tuổi dần, nhưng lại chẳng để cho bạn mệnh có được cơ hội để giải thích. Bạn tuổi dần, bạn không muốn hiểu lầm kéo dài, sợ sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của cả đôi bên, nhưng lại chẳng thể tìm được cách để khiến cho người ấy ngồi yên lắng nghe mình, tự rơi vào hoàn cảnh tín thoái lượng nan. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi dần, lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh, báo hiệu cho bạn đang có được nguồn thu nhập ổn định đến từ công việc chính của mình, công sức của bạn bỏ ra và cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng và bạn có thể thoải mái trong việc chi tiêu theo ý của mình nữa rồi. Về từ vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, tiền bạc không còn là nỗi lo thường trực. Từ vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, có nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ về tình cảm. Từ vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, gia đình thiếu đi sự đoàn kết gắn bó từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc cần phải mạnh mẽ bước qua khó khăn hiện tại từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có tiền bạc lận lưng là yên tâm hơn hẳn và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, thứ ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão xem tử vi cho thấy bạn tuổi mão đang gặp được ngày có thiên tài xuất hiện sôi đường chỉ đối cho bạn cho nên với bạn tuổi mão không cần phải có lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa bạn tuổi mão sẽ nhận được nhiều cơ hội để kiếm tiền nếu như bạn chăm chỉ cần cù thì ắt hẳn tiền lúc nào cũng đầy ắp ở trong tay lưu nữa có điều dường như với bạn mệnh tuổi mão lại đang mãi mê kiếm tiền mà quên mất rằng mình cần phải quan tâm, chăm sóc đến người thân trong gia đình của mình. Sự vô tâm của bạn có thể khiến cho gia đình trở nên lạnh lẽo. Và trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có họa khác với mộc. Cái điều này cho thấy đôi khi bạn tuổi mão cần phải hy sinh những sở thích cá nhân để có thể mang lại niềm vui cho những người mà mình yêu thương. Đừng vì sống ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình, bạn hãy thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn nữa. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có được nhiều cơ hội để cải thiện cuộc sống. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa đừng quá cố chấp làm chỗ đối phương bị tổn thương. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ cần phải mạnh mẽ đứng lên trên đôi chân của mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc may mắn đến gần chớ nên bỏ lỡ tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim hãy học cách để yêu thương và tha thứ nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi Hợi tuổi mùi Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thìn xem tử vi cho thấy với bà tuổi thìn trải qua ngày này đang có được báo hiệu bạn có cơ hội thăng quan tiến chức khi mà bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh ở bên hỗ trợ cho bạn với bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay sẽ có được vận quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp cho bạn đạt được mục tiêu của mình chỉ ra trong thời gian ngắn và ngày này với bạn tuổi thìn bạn còn có khả năng lãnh đạo tốt nhờ thế mà nên khi làm việc nhóm bạn hoàn toàn có thể làm chủ được tình thế chủ động trong công việc của mình cũng như là giúp đỡ đồng nghiệp bên mình thành quả mà bạn đạt được khiến cho ai nấy đều mừng vui nữa Bên cạnh đó, vận trình ngày này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, cho thấy bạn mệnh nên làm theo tiếng gọi của trái tim mình. Đừng có ngần ngại bày tỏ tình yêu, người ấy sẽ dẫn hạnh phúc và lắng nghe khi bạn chủ động nói ra tình cảm của mình, chứ không giấu giếm mãi nữa. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa cần phải bao dung cho những thiếu suất của đối phương. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ tình cảm chỉ bền chặt khi đôi bên biết giữ gìn, tử vi tuổi mạo thìn thuộc mệnh mộc có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim giải quyết triệt để những nguy cơ tồn động. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy công việc được suôn sẻ, không nhiều khó khăn. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Dậu tuổi thân về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 6, số 9, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ xem tử, tử vi cho thấy bạn tuổi tỵ đang có được nhiều ý tưởng trong đầu và muốn thực hiện ngay lập tức công việc của bạn dù khó khăn đến đâu cũng chẳng thể nào ngăn bước tín của bạn trong ngày được bạn mạnh quyết tâm tạo nên sự khác biệt trong ngày hôm nay vận trình ngày này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy mọi sự rồi sẽ suôn sẻ hanh thông như ý muốn của bạn bạn tuổi tỵ đang đi đúng hướng đúng đường và bạn cần phải cố gắng để phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa. Bạn cách thành công không còn xa nữa. Bên cạnh đó vận trình ngày này bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa khí vượng nhắc nhở bạn nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Bạn đang nóng nảy quá mức và điều đó có thể khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương và không được tôn trọng. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa cần phải bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, chớ nên mang cảm xúc cá nhân vào công việc. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, cần phải giữ bình tĩnh, tinh thần tỉnh táo, có trách nhiệm. Từ vi tuổi tan tỵ thuộc mệnh kim, nên tập trung cao độ để tránh sự sai sót. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, có thể cần phải tự rèn luyện bản thân mình. Về đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi ngọ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi ngọ đang trải qua một ngày có vận trình hung cát đan xiên. Ngày này với bà tuổi ngọ gặp ngày ngọ tỵ tư hội, cái điều này cho thấy chuyện tình yêu của bạn sẽ thắp sáng trái tim của bạn, đặc biệt là đối với những người cô đơn, giúp cho bạn có thêm được động lực trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi ngọ về nguy cơ tiểu nhân xuất hiện, tìm cách để phá hoại những gì mà bạn đang sở hữu. Công việc của bạn tuổi ngọ có thể nảy sinh những vấn đề rắc rối ngoài ý muốn. Và bạn mệnh tuổi ngọ sẽ mất khá nhiều thời gian để giải quyết những rắc rối, sự cố này. Chính vì thế mà bạn không còn đủ sức lực và thời gian để làm công việc chính của mình. Tín độ công việc cũng vì thế mà bị tụt giảm. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tiểu nhân không ngừng tìm cách phá hoại. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nên học cách để phân biệt người tốt kẻ xấu. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, tình yêu luôn là chỗ dựa vững chắc. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nếu đã yêu thì chớ nên nói lời xin lỗi tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc hãy dành những điều tốt đẹp cho người mà mình yêu thương và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 5 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi xem tử vi cho thấy bạn tuổi mùi đang có nhiều dự định cho tương lai của mình và bước đầu tiên mà bạn thực hiện đó chính là tìm cho mình một người để yêu thương khi trái tim có nơi để trở về bạn mới có thể yên tâm để làm những công việc khác trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương hội sẽ giúp cho bạn thỏa mãn trong ước mơ của mình bạn hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim để biến được để biết được mình cần gì muốn gì và ai mới là người thực sự mà bạn yêu thương bên cạnh đó ngày thứ ba này bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn mệnh tháo gỡ được những khó khăn trước mắt và tìm được lối đi cho mình khi mà công việc của bạn càng ngày càng có nhiều trở ngại bạn đừng có lo lắng hãy cứ từ từ và bình tĩnh làm từng bước một mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim công việc được suôn sẻ cần phải nắm giữ cơ hội tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy tình cảm thăng hoa đào hoa rực rỡ tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa hãy mạnh dạn bày tỏa tình cảm của mình tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nhớ lên kế hoạch cho tương lai tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc đừng có để cho mình nhìn lại và hối hận và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. tử vi tuổi thân thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thân xem tử vi cho thấy bà tuổi thân đang cảm thấy thật là may mắn khi bao nhiêu dông bão người ấy vận nguyện ở bên cạnh mình ngày này bà tuổi thân đang gặp được ngày thân tị nhị hợp cái điều này giúp cho bạn hiểu được rằng đó là người mà mình nên trân trọng và yêu thương cả cuộc đời xem tử vi ngày thứ ba này cho thấy với bạn lại đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh và rất có thể tiền bạc của bạn trong tay bạn mệnh sẽ bị mất mát một cách nhanh chóng chỉ vì tin lầm người cứ nghĩ rằng đây là thời cơ tốt để đầu tư kinh doanh nghe theo lời của đối phương mà bạn mệnh chẳng hề kiểm chứng lại thông tin cái điều này làm cho bạn bị mất mát về tiền của có bao nhiêu tiền bạc tích cốp được đều đổ hết vào đó. Chỉ cần một phút bất cẩn, sai suốt, dù nhụa nhát thôi thì mức độ thiệt hại của bạn càng tăng lên và bạn tuổi thân thực sự cảm thấy hối hận mà chẳng biết phải làm sao nữa. Vài tử vi tuổi giáp than thuộc mệnh thủy, tiền bạc không giữ được trong tay. Tử vi tuổi bính than thuộc mệnh hỏa, có nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống. Tử vi tuổi mậu than thuộc mệnh thổ, nên hiểu và cảm thông cho người mình yêu thương. Tử vi tuổi canh than thuộc mệnh mộc, có những chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi. Tử vi tuổi nham than thuộc mệnh kim, hãy bình tĩnh và tỉnh táo để không vấp mất ngã và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tuổi Dậu tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Dậu xem tử vi cho thấy bà tuổi Dậu đang sống trong ngày hạnh phúc của đời mình khi mà bạn đang có được cái chuyện tình cảm gia đình có được sự hòa hợp các thành viên trong nhà không còn mâu thuẫn hục hạc với nhau như trước nữa mà đã đoàn kết hơn với bạn tuổi Dậu có nhiều vấn đề khác mà bạn đang phải đối mặt trong công việc khi mà bạn lại đang quá tự tin vào bản thân mình cho nên chẳng hề nhận ra những cạm bẫy ở ngay phía trước mà cứ thế dấn thân lên về phía trước ngày này bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày của tỷ Kim chiếu mệnh cho nên bạn tuổi Dậu sẽ có phần chủ quan quá mức mà không lường trước hết những vấn đề mình sắp gặp phải, điều đó có thể khiến cho bạn phải trả giá sau khi dạy cho bạn một bài học. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, chủ quan, khinh địch cho nên dễ thất bại. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có thể sẽ cảm thấy tiếc nối nhưng không quay lại được. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, tình cảm gửi trao cuối cùng cũng được đón nhận. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, hãy yêu thương như thế, không có ngày mai. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, cần hiểu đâu là lúc nên làm gì. Và đánh giá của ba tuổi dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tốt thứ 3, ngày 27 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Tuất á xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất hãy làm việc hết mình trong ngày hôm nay và giờ đang là thời điểm thiên chốt vô cùng quan trọng để cấp trên đánh giá về năng lực làm việc của bạn. Bạn rất có nhiều cơ hội để thăng tiến uh, về tương lai. Bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có chính ấn chứa mệnh và có thể sẽ giúp cho bạn có được động lực để phấn đấu nhiều hơn trong công việc hiện tại của mình. Không có khó khăn nào có thể ngăn cản được bạn tiến bước, thành công dù nhỏ đến đâu cũng khiến cho bạn vô cùng là phấn chấn. Ngày này bạn tuổi tốt lại đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ, với bạn đang có được sự ủng hộ từ phía người thân và bạn càng thêm phần yên tâm để làm việc mà mình mong muốn. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi được người thân động viên thì lại như được tiếp thêm sức lực cho mình. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, tình yêu càng ngày càng lớn mạnh hơn. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, công sức mà bạn bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên hiểu đâu là điều mình cần phải làm. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy đừng có để cho thời cơ trôi qua một cách nha, lãng phí mà không làm gì. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi xem tử vi cho thấy bạn tuổi hợi đang trải qua một ngày có điểm báo gặp nhiều khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm thực sự của mình ngày này bà tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi dù cho tình cảm dành cho đối phương dạt dào nhưng bản mệnh lại có phần bối rối Mối quan hệ giữa hai người cứ mãi dậm chân tại chỗ chứ chẳng thể tiến triển như bạn mong đợi. Và với bạn tuổi hợi, nếu không thể nói thành lời thì bạn hãy dùng hành động để thay thế, ắt hẳn người ấy cũng hiểu cho lòng bạn mà thôi. Trong vận trình ngày này, bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi hợi đừng vì chuyện tình cảm cá nhân mà sao lãng trong công việc, bạn sẽ cần phải tập trung hơn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đâu phải ai cũng có được việc để làm đâu vì vậy bạn tuổi hợi cần phải à, tập trung cho công việc mà mình đang làm nữa vài từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa tình cảm nhiều mâu thuẫn không được giải quyết từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ cần hiểu cho người mà mình yêu thương từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc đừng có bỏ lỡ cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim công việc vướng phải nhiều rắc rối không được suôn sẻ từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy cần phải kiểm điểm lại à, thái độ làm việc của mình Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.